Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy in công nghiệp của hãng Jetta. Thì trong video này thì em sẽ mở ra, đập hộp ra cũng như là in thử và giới thiệu cho mọi người một số tính năng của chiếc máy in công nghiệp này. Thì máy in công nghiệp của hãng Jetta này có model đó là ZT411. Thì những dòng máy in công nghiệp thì đầu tiên em sẽ giới thiệu cho mọi người về ứng dụng của nó. Thì nó được ứng dụng rất là nhiều trong các công ty sản xuất, mình dùng để in những cái loại tem nhạc, mình có thể dán hàng lên thùng, ví dụ như là những con tem thế này này, mình dán lên thùng để xuất khẩu, hoặc là những cái siêu thị, hoặc là kia cần in tem nhạc mát giá sản phẩm mà cần in với số lượng lớn, tại vì đây là dòng máy công nghiệp nên thành ra là nó in công suất được rất là lớn. Thì bây giờ em sẽ tiến hành, em sẽ mở ra cho mọi người xem về bên trong của nó có những gì, và kèm theo sau đó em sẽ tiến hành in thử nhá. Rồi, bây giờ em sẽ mở ra. Thì ZT411 đây là một cái phiên bản nâng cấp trên cái dòng ZT410. Dòng ZT410 chắc hẳn là khá nổi tiếng ở thị trường Việt Nam mình, tại vì Jetta là một hãng có rất là nổi tiếng. Được. Đây là một hãng đến từ Mỹ, thương hiệu sử dụng nhiều ở sở hữu những chiếc máy in và máy quét rất là bền. Đầu tiên đây là có, thì kèm đó là dây kết nối bằng USB nhé mọi người. Dây kết nối này chắc tầm dài khoảng 1.5 mét. Rồi em sẽ mở ra cho mọi người xem bên trong. Máy được bọc rất là kỹ bằng những cái miếng chốt, để trong quá trình mình di chuyển hay vận chuyển thì có thể là tránh được va đập, được bảo vệ máy tốt hơn. Thì đầu tiên trong này sẽ có một quyển manual, thì đây là hướng dẫn mình cách đặt ở những vị trí nào, rồi mở nguồn thì hướng dẫn những an toàn. Phía trong này thì có thêm hướng dẫn cài đặt driver cũng như là lắp đặt chế mực. Đây là một cái số hướng dẫn nha mọi người. Rồi tiếp theo, trong này là có rất nhiều là dây nguồn. Đây, những cái nguồn có dây 3 chấu này, dây 2 chấu này, dây 3 chấu. Đây, có rất nhiều dây nguồn thì để phù hợp với là nhiều cái loại ổ cắm điện khác nhau. Rất là kỹ nha mọi người. Rồi tiếp theo thì phần quan trọng nhất thì em sẽ mở cho mọi người xem về cái phần thân máy. Rồi như vậy em đã mở cho mọi người xem về, đập hộp cho mọi người xem về chiếc máy, thì mọi người có thể là nhìn sơ qua chiếc máy này ha. Đây, có thể nhìn sơ qua chiếc máy. Thì đây là dòng cải tiến so với dòng ZT410. Mọi người có thể để ý là hình dáng của ba nút này là khác ha. Chức năng nó vẫn tương tự như vậy, Power, Fit và Cancel. Phía trên này là có một số đèn Status, Power, Data và Network, Supply để cảnh báo, báo lỗi cho mình biết được tình trạng máy. Đây là màn hình LCD. Đây rất là lớn ha, nhìn khác hẳn so với ZT410, nhìn rất là hiện đại và cũng thân thiện hơn. Rồi tiếp theo em sẽ mở bên trong cho mọi người xem ạ. Mọi người có thể để ý là cái khung máy tất cả đều là bằng sắt, nên thành ra là phục vụ trong môi trường công nghiệp rất là tốt, tại vì đồ rơi rớt hoặc là trong môi trường bụi bẩn thì nó đảm bảo được độ bền cao hơn. Rồi em sẽ cho mọi người xem về cái cổng kết nối. Thì đây là có cắm nguồn này, có cổng LAN, cổng RS232 và cổng USB. Thì đây là ba cổng kết nối chính của máy ZT411 nha mọi người. Thì chiếc máy này vẫn giữ nguyên đồ in của nó, đó là 4 inch. Tốc độ in của nó cũng khá là ấn tượng, lên tới là 356 mm/s, tương đương với 14 inch. Mọi người có thể thấy bên hông thì được làm bằng một tấm nhựa này. Bên hông thì mình được làm bằng một tấm nhựa để mình có thể là đứng ngoài mình quan sát được xem những cái vật liệu sử dụng, ví dụ như giấy và ribbon mực mình đã hết chưa, để có thể là thay thế một cách tiện lợi nhất. Này, thiết kế của máy rất là tối ưu để phù hợp cho người dùng sử dụng tiện nhất. Thì tiếp theo em sẽ tiến hành in thử cho mọi người xem về cái khả năng cũng như độ sắc nét của máy. Bây giờ em sẽ tiến hành in thử cho mọi người xem chất lượng in của máy ZT411 này. Hiện tại dòng ZT411 đã có hai độ phân giải chính, đó là 203 và 300 dpi. Mọi người có thể tùy chọn cái dòng mà có thể phù hợp với nhu cầu của mình nhé.
Hiện tại thì máy em đang in đó sử dụng được phân giải là 300 dpi. Đây, mọi người có thể nhìn thấy cái những nét chữ, đây là những chữ rất là nhỏ nha, barcode này, barcode lớn nhỏ khác nhau nha. Mọi phần này đây. Đặc biệt hơn nữa là màn hình của máy ZT41 là đây là màn hình cảm ứng đó, được tối giản tất cả các nút ở phía trên này là được tối giản rất là nhiều, giờ chỉ còn lại là 3 nút duy nhất, không giống như ZT410 là mình thao tác bằng những cái phím nhấn. ZT411 là mình sử dụng màn hình cảm ứng nên mình có thể thuận tiện hơn, tiện lợi hơn khi sử dụng. Vừa rồi em đã tiến hành đập hộp cũng như tiến hành in thử cho mọi người về xem về chất lượng in của máy ZT411 có độ phân giải là 300 dpi này nha. Mọi người có thể nhìn rõ bản in từ lúc này mà em có thể in. Thì nếu mọi người có thắc mắc hoặc là cần biết thêm chi tiết về những chiếc máy in mạo vật hoặc là những thiết bị máy quét mạo vật, mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Mạo Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào trang web thegioimaovat.com để được hỗ trợ thêm. Nếu thấy video này hữu ích, mọi người có thể nhấn like và subscribe kênh YouTube của công ty Thế Giới Mạo Vật. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.